bắt ở đây mà thôi. Richter đang từ vị trí gần trên xuống nhưng Lữ Bố anh ta cản luôn, không cho bất kỳ một cơ hội nào. Richter anh vẫn đang cố, và con dòng hoa cam thuộc về Rio, thuộc về các đội viên của Coffee Sport Bay Đòn một chiếc tấn công, và có mạng dành cho các đội viên của Zestin. Cùng với đó là Coffee Sport rồi, và bây giờ thì Andro anh đã chạy đi đâu nữa đây? Một trong những bắn rất tốt đến đó là bằng Levi. Là Viu đã bán chương trình chiều cuối. Và đó là một điểm mà Hạ Hùng 5 điểm mà Hùng liên tiếp được dành cho Coffee Sport. Chính xác thì đó là một pha quét sạch và quát kêu thuộc về sở trẻ.